Thầy cô vẫn vậy, vẫn ngày ngày đến lớp mà không quản ngại nắng mưa, sương gió. Mà đâu hay, mái tóc đã bạc theo thời gian. Qua bài giảng của thầy, chúng em thêm yêu quê hương, đất nước, yêu bản sắc dân tộc mình. Giọng hát then, tiếng đàn tính là những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Tày. Chúng em rất tự hào, luôn giữ gìn, quảng bá. Tiết mục múa Tày dân gian, Suối Hoa do Tông Nữ biểu diễn. Thank you.
Mình nguyện là ngọn gió suốt một đời gió thổi cho cánh diều em bay. Thầy là con đò nhỏ đưa đàn em qua sông. Thầy là người cha già cùng thầy như núi thành từ. Thầy là hoa phù phi đỏ thắm suốt tuổi thơ. Thầy là cội nguồn dòng sông đưa em về biển mênh Việt Nam. Chúng em xin kính chúc thầy cô sức khỏe, thành công với sự nghiệp chồng người. Chương trình văn nghệ của trường tiểu học và trung học cơ sở xin phép được khép lại. Em xin trân trọng cảm ơn.
trèo lên quãng dốc, nấu cà lộc cốc tìm gốc cây đa, dừng chân tên ba miếng trầu, bôi đầu tại không để ngắm sao trời. Nhà ai có con chim khách, lách cà lách cách tìm đến chim kêu, rằng à có ba cô nàng mà đò môi hồng chúng chim đồng tiền. Hồi cây đa sao bóng gió đi khi đêm về tăng tinh tinh tăng, bốc đa nghiêng bóng đầu làng, nơi dây cầu hồng để ai ngóng trông, rằng ai đi qua quán dốc chân quay về tên miếng trổ cây. Bốc đa soi bóng từng ngày đợi ai, ai chờ đợi ai. Cây đa rợp mắt em buồn tăng tinh tăng tinh tinh tăng, cây đa rợp mắt em buồn Thank you.
Xin cảm ơn phần dự thi vô cùng xuất sắc của các em học sinh tiểu học điểm trường Quảng Nga. Tiếp theo phần dự thi của các em học sinh hôm nay, kính mời quý vị cùng thưởng thức điệu nhảy nối vòng tay lớn qua phần dự thi của các em học sinh điểm trường tiểu học Dân Chủ. One, two, three, two!
cảm ơn phần dự thi của các em học sinh điểm trường tiểu học tổng hợp. Tiếp theo phần dự thi ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng thưởng thức điệu nhảy Bắc Kim Thang, Bụng Bụng Bang Bang, Trống Cơm qua phần dự thi của các em học sinh tiểu học điểm trường Quảng La.
ơn phần dự thi của các em học sinh tiểu học điểm trường Quảng Nga. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đón xem tiết mục song ca Bước chân của em qua phần dự thi của các em học sinh tiểu học điểm trường Dân Chủ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin được cảm ơn phần dự thi của các em học sinh tiểu học điểm trường tổng hợp. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đến với phần dự thi tiếp theo của các em học sinh tiểu học điểm trường Quảng La với tiết mục của hoàn cảnh gặt chữ trên non.